Sự nghiệp trụ hạng của MU ở mùa giải 2022-2023 sẽ phải bắt đầu từ trận derby nước Anh với Liverpool sắp tới. Quỷ đỏ khi vừa bắt đầu mùa giải mới đã thảm bại liên tiếp 2 trận. Hiện tại họ xếp ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, đồng thời Liverpool khởi đầu mùa giải cũng không mấy thuận lợi. Trong trận đấu gặp Crystal Palace, David Luiz phải nhận thẻ đỏ rời sân. Liverpool với 2 trận hòa liên tiếp xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. MU và Liverpool lúc này như hai người anh em cùng hoàn cảnh khốn khó. Nhưng cảnh ngộ thực sự của hai đội bóng lại khác biệt một trời một vực. MU đang rơi vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài. Liverpool thì đã tìm lại ánh hào quang. Trận cầu derby nước Anh gay cấn ngạt thở trước kia, nay đã trở thành trận đá tập của Liverpool. Quỷ đỏ MU kiên cường bất khuất, dám chơi dám liều trước kia, nay đã trở thành một đội bóng dễ dàng bị bắt nạt, giặc xích nổi tiếng trên mạng xã hội. Ở lần đối đầu trước đó tại giải ngoại hạng Anh với Liverpool, MU đã thảm bại trên sân Anfield. Chỉ 4 phút khi trận đấu vừa mới bắt đầu, tuyến giữa Liverpool chỉ dùng một vài đường truyền là đã xé toang hàng thủ MU sau khi Minh tung đường chọc khe. Salah bứt tốc vượt lên nhận bóng rồi tung đường căng ngang vào trong vòng cấm địa, ghi ăn trước cầu môn dễ dàng định bóng công lưới đối thủ. Phút thứ 10, Pogba với chấn thương chưa bình phục đã không thể cố gắng tiếp tục thi đấu và bị thay khỏi sân. Điều đáng nói là chấn thương của tiền vệ người Pháp đến thật đúng lúc, không thì anh ta sẽ lại phải trải qua một trận thảm bại. Phút thứ 22, Liverpool lại một lần nữa có pha phối hợp đẹp mắt. Mên như một tia chớp băng lên chuyền bóng xuyên qua hàng thủ MU, Salah bứt tốc cực nhanh và tung cú cứa lòng ghi bàn giúp cho Liverpool lấy dòng cách biệt. Ống kính máy quay lúc này như cố ý hướng về phía này, thấy Wilson đang ngồi trên khán đài, lão tước sĩ với sắc mặt lạnh lùng. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cựu danh thủ Liverpool là Douglas đang vui mừng rạng rỡ. MU khi đó không một chút, chỉ khi chiến đấu thực sự đã khiến người ta vô cùng thất vọng.